Dạ, trong lăng này, kiều tiểu thứ hai, phòng âm ai dâm đúng nhất. Cậu tôi nghèo mà được cái hèn, kỳ lọ. Cậu tôi nghèo hèn mà được cái rất thật thà, siêng năng chăm chỉ, ta rất ưng cái bộ. Và ta là ta đang tính gả con gái cưng cho cậu lấy, cậu thấy thế nào? Ờ, để con kể cho bút nghe. Bút có hiểu không? À, trên này ta biết rồi mà. Kể chỉ cho mắt tôi em vậy. Trời đất, sau này bút không cản con lại. Ta thấy cậu có chén tràng ngang ngồi nha. Dạ, mình chết được chưa chả? Được thì được, nhưng mà ta e rằng là bây giờ mời không ai đi tiệc đâu. Gì nữa? Ngày này ngày nay có một lão già, tuy giàu nhưng lại rất keo, tên thường gọi là Kiệt. Ông ta có một cô con gái đẹp nhưng hơi hâm. Đây là Kiều, con gái của ông Kiệt. Cắm bề bồng ngách hòa người, lộ ngách rồi căn vứt bừa bay. Con gái yêu, con làm gì đấy? Bây giờ con thấy hỏa, nhìn hỏa thơm lắm. À hả, à hả. Rồi vừa nãy nhổ cái gì đấy? Con đánh nhờ có cờ móc quá nhiều. À, đây, không chỉ đề mà còn giỏi nữa. À, cậu Bần, nói câu công bằng đi. Dạ. Đây là Bần, người làm thuê cho nhà ông Kiệt. Trong lăng này, kiều tiểu thứ hai, phòng âm ai dâm đúng nhất. Cậu tôi nghèo mà được cái hèn, kỳ lọ. Cậu tôi nghèo hèn mà được cay, rất thật thà, siêng năng chăm chỉ, ta rất ưng cái bộ. Và ta là ta đang tính gả con gái cưng cho cậu lấy, cậu thấy thế nào? Ông là ông chú, ý của ông là ý của con. Trời ơi, ăn cái gì mà khôn vậy? Ăn cơm của ông thôi. Trời ơi, khôn hết phần của trời. Rồi, thế bây giờ, từ đây, suốt 3 năm, ta sẽ giữ tiền công của cậu. Sau đó 3 năm sau, ta đập con heo và tổ chức đám cưới cho con. Vậy, Kiều, ok. Ngày nay, 3 năm sau, con sẽ lớn xe hoa, con sẽ lớn làm con rể của ông. Ok, thì hẹn như thế cậu nhá. Còn bây giờ, mời cậu take care vườn của nhà mình. Tại vì chắc Kiều làm rậm hết cái hoa của nhà mình. Đấy cậu. Xin chào, vợ tương lai. Không nhái. Con gái. Sao xanh này, cha cùng bác con rà vướng hòa chứ vậy cha? À, bây giờ không sao cả rồi, hợp đồng đã ký xong rồi. Hóa ra lão Kiệt muốn dụ dỗ anh Bần làm không công, nên ngày nào cũng bắt con gái ra vườn hái hoa cho anh Bần ngắm. Bây giờ con sẽ không bao giờ cần ra vườn phơi nắng nữa, ok? Ok. Rồi, bây giờ mình đi ra đi. 3 năm sau, nhờ sự siêng năng chăm chỉ của anh Bần, đại gia Kiệt đã có một cơ ngơi đồ sộ. Nhờ có thằng Bần mà bây giờ trong vòng 3 năm thôi, ta đã mua được một cái khu vườn rất là đẹp như thế này. Cái ý kiến ngày xưa đã rất là tốt. Con rể xin cúi đầu gặp người. Chào chào vợ, 3 năm nay con làm trâu, làm ngựa, làm cả nha, làm lại sẽ cho cha đi giàu. Đến giờ cha phải thực hiện lời hứa năm xưa. Ôi trời ơi, thằng nào mà nhớ dai con đĩa. Nhờ chú cha, chuyện đám cưới không phải dễ quên. Con để ý con gái ông lão rồi. Trời gái thật. Không có gái. Con trai thẳng. Ôi trời,
Ê, ông nội, ý của tôi là khác. Tôi biết là ông rất là thẳng, nhưng mà ý của tôi là như này. Tôi đang rất lo lắng về cái đám cưới của con với con Kiều. Tại vì sao? Mình rất thiếu thịt heo để đãi dân làng. Hay là bây giờ con kiếm đủ 100 kg thịt heo mang về đây trước khi gà gáy canh ba, thì ta sẽ nói chuyện tiếp nhá. Còn bây giờ ta đi đây. Xin chào. Hả? Bút ở. Tại sao con khóc? Con muốn thì con khóc thôi. Chứ không phải con khóc người ta bàn trộn cây trẻ trầm đốt hả? Này, ai cần cây trẻ trầm đốt nữa? Con xàm quá ông ơi. Ta cũng đã nghe, đi thôi nha. Ờ? Đây là bút hả? Bút ơi, bút ơi. Cứ con với. Ồ, con khóc là bút hiện ra luôn. Ồ, con cảm ơn quá. Cậu quá rắn ta gọi ta ra để làm gì? Ồ, để con kể cho bút nghe. Bút có hiểu không? Trên này ta biết rồi mà. Kể chỉ cho mắt tụi em vậy. Trời đất, sau này bút không cản con lại. Ta thấy cậu có chiến trường đang ngồi nha. Trời ơi, cam ba tôi nổi rồi mà bút còn nhảy nữa. Con không rã nhiều bút đâu. Cậu mỏi rắn quá. Thì theo chi là chỗ mà mua. Ồ, bút không hiểu vấn đề hả? Là 3 năm trước con có đầu tiên đi mua 100 kg thịt heo. Nhưng bây giờ thịt heo mắc hơn vắng nữa, thì làm sao ra tiền mua? Lại quỳ nè mà mua. Không đủ luôn. Ồ, mà là sao bút biết mà con có quỳ đen? Tối nay ai cũng còn có quỳ đen mà. Ồ, bút hay ghê. Ồ, bút giúp con đi, giúp con đi. Ta sẽ giúp tôi. Ồ, cảm ơn bút, cảm ơn bút. Yo, mình thích được chưa chả? Được thì được, nhưng mà ta e rằng là bây giờ mời không ai đi tiệc đâu. Gì nữa? Chuyện hôn sự vẫn mãi chưa thành vì sự ra nhiều chuyện. Lầy lội của đại gia Kiệt bần lại ra rừng che khóc lóc hằng mong bụt xuất hiện. Tiếp theo đang mùa corona mà cậu cứ bác trí vậy hả? Ồ, con vẫn chưa cuối kiều tiểu thư bụt ơi. Ông Kiệt lại tất phải lấy 100 hộp khẩu trang y tế. Tua! Bụt phải giúp con chứ? Cậu không có khẩu trang để dùng, đâu ra khẩu trang cho cậu. Thôi, con không cần bụt giúp nữa. Con đi đây. Bụt bảo trọng và nhớ giữ gìn bụt thể. Tạm biệt. Và thế là vì sợ bị COVID ghé thăm, bần bỏ luôn bụt. Bỏ luôn cả việc phải lấy được kiều tiểu thư. Đâu phải mà sợ. Khai tán chết nhất.